Vì sao gần 10 năm nữa mới có ngày 30 Tết? Ngày 30 Tết là một ngày quan trọng đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam từ rất lâu. Tuy nhiên, phải đến tận 9 năm nữa, tức là vào năm Nhâm Tý 2033, người Việt mới có thể đón khoảnh khắc giao thừa vào ngày 30 Tết. Bởi vì bắt đầu từ năm 2025 đến năm 2032, tháng Chạp chỉ có 29 ngày. Sau đây là những lý do. 1. Có những tháng đủ ngày và tháng thiếu ngày. Năm nay, 2024, giao thừa sẽ rơi vào ngày 30 Tết vì là tháng đủ ngày. Tuy nhiên, vào những năm có tháng Chạp thiếu ngày thì ta sẽ đón giao thừa vào đêm 29 Tết. Do theo cách này, từ sau năm 2024 trở đi, tháng Chạp chỉ có 29 ngày, nên tính đến năm Nhâm Tý 2033, ta mới có thể được đón đêm giao thừa vào 30 Tết. 2. Cách tính của lịch âm. Điều này xuất phát từ cách tính riêng của lịch âm. Số ngày trong tháng của lịch này tính dựa trên con số thiên văn vận hành của trái đất, mặt trăng và mặt trời. Nếu lịch dương dựa vào chu kỳ chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời là khoảng 365 ngày, thì lịch âm sẽ dựa theo chu kỳ mặt trăng. Theo đó, chu kỳ mặt trăng từ tròn đến khuyết có chu kỳ bình quân là 29,53 ngày. Nhưng số ngày của mỗi tháng bắt buộc phải là số nguyên dương. Chính vì vậy mà lịch âm mới xuất hiện hiện tượng tháng đủ tháng thiếu. Việc 8 năm liên tục không có ngày 30 Tết chỉ đơn giản là một sự trùng hợp, chứ không phải là hiện tượng huyền bí gì cả. Chẳng hạn như trước đây, từ năm Bính Thân 2016 đến Canh Tý 2020, liên tục 5 năm có tháng Chạp đủ. Và năm Tân Sửu 2021 chính là năm gần nhất không có ngày 30 Tết. Và đó là nguyên do vì sao mà gần 10 năm nữa thì mới có lại ngày 30 Tết. Bạn có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận của bên dưới. Xin cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.